sashimi ăn với lại muối hảo hảo của Việt Nam nha. Rồi tới công chuyện chuyến này nữa, mấy nay thấy ai ai cũng ăn thử cái món là sashimi chấm với là cái muối hảo hảo. Ủa bộ nó ngon lắm hả mọi người? Sẵn nay đi ăn Hokkaido với hội chị em nên là tôi có thủ sẵn một cái hũ muối để ăn thử coi nó ngon cỡ nào mà tại sao người ta ăn nhiều dữ vậy. Đồ ăn ở Hokkaido thì không còn xa lạ gì với mọi người rồi ha. Nay tôi gọi mấy món tôi hay ăn thôi ạ. Rồi tới bước chính này, bây giờ tôi sẽ đổ cái muối ra ngoài cái chén cái đã. Vốn dĩ là cái muối này nó đã có vị chua sẵn rồi nhưng mà vì bắt chước theo người ta cho nên tôi phải vắt thêm chanh vô. Nhìn cái miếng cá hồi nó đã chưa nè, chấm một xíu muối là bỏ vô trong miệng. Mời đẹp. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen thì khen chứ mà tôi chê món này nha mọi người. Với tôi ăn sashimi với nước tương vẫn là mãi đỉnh. Để đưa qua cho bà Mẫn ăn thử coi. Chua. Không biết là tôi có bị sai cái bước nào không, chứ mà cái hương vị của nó ngộ nghĩnh lắm. Cũng hơi là còn mấy cái món này nó vớt vát lại tâm hồn của tôi đó mọi người. Còn mọi người ăn hay sao?